toàn thân rồi lẹ đi ông nội ơi, bà con ta tới đông lắm cha ơi, lẹ đi đó trời, quý đại biểu tới đông lắm chú ơi, lẹ đi chú ơi. Dạ mà đức xin thay mặt nhóm hài thành phố Hồ Chí Minh xin kính chúc cho quý đại biểu các cấp, lãnh đạo các cơ quan ban ngành, quý lãnh đạo công ty liên ngành, ban lãnh đạo các bộ phận chuyên môn cùng anh em tập thể cán bộ công nhân viên công ty ghế massage lời chúc yêu thương và lời chào trân trọng nhất ạ. Đi với ông chú nghe thầy trường nè, ông nói một hai dắt ông đi đây, xin giới thiệu ông chú. Trời ơi trời, cái ông nội thì đâu mất tiêu rồi. Ông nói nghe ngày khai trương, ông kêu một hai dắt ông đi, đi đã quay qua quay lại lạc mất tiêu ông à. Thiệt tình đúng là ông hai lúa mà. Lúa ông nội mày chứ lúa, làm gì lúa mày, tao tới rồi nè, lúa gì mày. Trời ơi, ông hai lúa thiệt. Mày lúa. Ông lúa. Mày lúa chứ ông lúa. Ông lúa chứ ai lúa. Trời ơi, không lúa mà giờ này mới đi tới đây. Sao mày biết tao giờ này mới tới? Chứ gì vậy hả? Tao tới hồi 4 giờ rưỡi tới giờ. Phải không à? Sao tôi không thấy? Sao mày thấy tao được? Ủa kỳ mày lo mày đi vòng vòng sao mày thấy tao được? Tao vô trong cái cửa hàng massage toàn thân nè, tao thư giãn chổng nãy giờ vậy á. Ủa sao tôi nãy tôi vô tôi cũng không thấy ông? Mày đâu thấy được, tao nằm trọn lõn trong cái ghế sao thấy được mày. Nhưng mà ông vô không thấy cái gì đâu, ông kể tôi nghe coi. Trời ơi, tao nói mày nghe, giờ ghế không phải như hồi đó đâu. Ghế massage giờ ta đã lắm mày ơi. Mày nằm y như ma vậy đó con. Sao kỳ vậy? Giờ không có chỉnh, không có bấm rồi giống ta hồi xưa đâu. Ý chú nói là giờ mày quay vô mày nói mở máy. Cái nó mở mày. Rồi đã vậy trời. Gõ hết. Cái kêu thư giãn cái coi, cái nó bóp liền mày. Trời ơi đã. Trời ơi tao dảnh móng lên luôn. Ê chú. Công nhận đã thiệt mày ơi. Vô chổng đó mày giờ vô cái bụng con này nó nhậu bự quá rồi, vô chổng mình massage lại nó nhỏ lại được không? Được, bụng mày giờ chắc phải chỗ làm chắc khoảng 2 tháng à. Dữ vậy ông nội, nghe nói có 1 tháng mà không phải trai. 2 tháng? Tôi hỏi thăm rồi. Mày 9 tháng 10 ngày hả? Thôi, nói xàm đi. Bây giờ tới cái quán khai trương xong ông về phổ biến cho con cháu tao biết nha. Tao nói mày nghe, hồi nãy chút xíu nữa là có chuyện án mạng rồi. Thì sao vậy? Tao vừa tới cái cửa hàng massage Tushi đó em. Bà con mua coi đông nghẹt hết luôn. Mua cái vụ gì dữ vậy? Thì tao mới chen vô tổng tao coi vụ gì. Mà cái vụ gì? Vừa chen vô thấy người lớn đang đè giọng nhỏ mày. Ủa sao cây vậy? Trời ơi, nó giọng nhỏ hình hình vậy con ơi. Trời ơi, thằng lớn giọng nhỏ. Bởi vậy tao thấy vậy chịu đâu nổi. Mà lý do sao giọng? Tao nắm áo nó ra, giọng lớn mấy giọng liền. Mà lý do sao giọng lớn? Thì nhỏ nó mới đứng dậy nó chửi liền. Nó, ê, ông sao ông quánh ba tôi không? Ủa sao kỳ vậy? Sao kỳ vụ quánh ba lại sao? Mày biết sao không? Sao? Hai cha con vô gành ghế massage. Trời ơi, gành cái gì? Ta có hướng dẫn viên, người ta chỉ đạo đâu đó đàng hoàng lên nằm sao, tư cách nằm sao. Ông nội ơi, không có biết, sẵn vô thấy máy nó chạy ngon quá, phóng lên trển nằm không chịu xuống. Nhà lôi xuống giọng cho mấy cái. Vậy phải rồi, chịu sao nổi. Thôi giờ bỏ vụ đó quan qua đi. Dạ. Giờ hỏi thăm vụ mày một chút được không? Vụ con sao chú? Nghe nói lúc này ăn nhậu sao để vợ ngược chạy có cờ vậy mà. Ăn nhậu kiểu gì để tới đồn tới huyện thống nhất chẳng vậy? Trời ơi là trời, cái chuyện ăn nhậu là cái chuyện gia đình con. Thằng nào con nào nói vậy xấu lắm chú chỉ đi, tôi bọt tay vô mặt nó liền. Này nó hổn mà nó ác nhất xóm mình mày ơi. Hổn ác cái đạo gì chú chỉ đi, thằng nào? Ba mày á. Mày nã nó vô tao đi. Ông chỉ đụng tới ông đó dọt bẻ tôi đó. Tưởng đâu mày bữa đó cái sẵn để tôi dắt chiếu ra lại mày luôn. Nhưng mà cái chuyện ăn nhậu của con chú chỉ nghe đồn tập 1 thôi. Còn tập 2 mới ghê. Trời đất ơi. Trời đất ơi, ăn nhậu mày làm như khuyến mộng công nghe, có tập 1, tập 2. Có chứ. Rồi tập 2 ra sao đâu, nói thử nghe coi. Mỗi lần nhậu bước gì tới nhà đá cửa cái rắm. Thằng này có bản lĩnh nha. Cháu ruột của chú mà. Vợ con mở cửa thấy con mặt mày xanh lè, tay chân bụng rụng quỳ xuống liền. Dữ dội vậy hả? Dạ. Ủa nó quỳ chứ hả? Nó quỳ xuống nó nói chuyện nghe dễ thương lắm. Nó nói cái gì? Ê, chui ra biểu coi mày. Ủa nó kêu ai hả? Kêu con chứ ai. Trời đất ơi. Trời đất quỷ thần thiên địa ấy, rồi lúc đó mày ở đâu? Ở dưới sàn. Ông nội ơi, vậy mà đứng đây nó nổ với tôi thôi á. Rồi nó kêu mày ra, nó có chửi mày không? Nó mà chửi con giọng vô mặt nó. Vậy chứ nó chửi ai? Nó chửi má không à. Trời ơi trời. Bởi má con khen con thằng con có hiếu, tối ngày chọc vợ chửi bà hoài. Thôi hết thuốc trị mày. Sao trị được? Tao nói cho mày nghe, đàn ông thanh niên là phải mạnh dạn lên chứ. Hả? Tao có thể yếu đuối vậy được. Mạnh dạn lên. Có thể để cho vợ hiếp cho mày. Mày về nghe lại tao em. Về mà gặp vợ mày á, mày chỉ vô mặt đó. Tôi nói bà nghe, bà làm vợ chứ không phải làm chị hai.
mạnh dạn lên, mạnh dạn lên. Tôi nói bà nghe, bà làm vợ không phải làm chị hai đó. Được thì ở, không được thì đi. Được thì ở, không được thì đi. Ừ, canh nó đi đâu mình theo đó, canh nó đi đâu mình theo đó. Chơi vậy tao, chơi vậy tao. Cái gì chất quất vậy ông ngoại? Chứ nó bỏ đói sao con? Nó bỏ đói hả chú? Cho mày hay, lúc này Đài Loan qua Việt Nam mình hợp tác làm ăn nhiều lắm nghe. Ừ nghe. Mày bỏ cái nói vớt liền. Nói vớt liền hả chú? Cỡ thiếm hai mày mà còn rước đi rồi đó. Trời trời già, cỡ thiếm hai mà cũng rước đi nữa. Đi hết cỡ nào cũng đi hết con ơi. Đi đâu? Âm phủ. Trời ơi trời, đi âm phủ mà cũng nổ. Cỡ bả đi đâu nữa, 50-70 rồi qua bển ngồi ngoái chầu cho nó ăn hay chi vậy? Ai biết chú nói đó. Vợ mày đâu, kêu ra tao hỏi thăm nó chuyện coi. Thôi đừng có nhắc cái vợ con của tôi nữa. Sao ạ? Hôm qua rủ bạn bè về nhậu có xị rượu à. Nó cằn nhằn, nó xách đổ đi, mà trước khi đi nó còn giọng vô mặt tôi 2-3 cái bánh cam nữa. Vợ chồng gì kỳ á? Nó bỏ vậy. Vợ chồng gì từ từ nói, đóng cửa lại hỏi cho ra lẽ. Ừ. Coi ai đúng ai sai. Ra sao như thế nào, sao bỏ nhà đi mày? Phải rồi. Ờ, vậy thôi giải quyết cái một cho đi luôn đi con ơi. Dạ. Không được chú. Sao hả? Trời ơi chú, giải quyết cái đi luôn, con ở với ai? Theo tao về Cà Mau, tao mừng mai cho nước khác liền. Thiệt vậy hả chú? Người lớn nghe mày. Bữa nay mày thấy chú thương còn hả nghe. Chú, con nhỏ này đẹp không? Mừng mai phải đẹp chứ. Dạ. Nhỏ này tính tình dễ thương. Dạ. Chỉ có tên họ hơi xấu chút thôi, đừng chê được rồi. Tên họ không cần thiết chú ơi. Miễn tính tình hiền lành là được rồi. Con nhỏ đó tên gì? Tên Bá. Trời ơi, tên con Bá đẹp buông chết là chú đó hay sao vậy họ? Họ Hà. Đó, Hà Bá. Nó đó. Nó. Cái gì? Cái gì chú nói làm mai Hà Bá cho tôi là sao? Mày giờ lấy cỡ đó trở lên đó chứ người phàm ông nội ai sống nổi với mày. Thôi vừa phải chú thôi nghe. Nói chơi. Chơi nó gì? Chút chơi thôi. Chú mừng mai khỏe ngon lành nghe mày. Sao chú? Bữa vô tình tao đi nghe, tao thấy công nhận tướng nhỏ này cao như ngự mẫu mày đó. Trời ơi đẹp dữ vậy chú. Tóc dài chấm xó ngang vai. Chú ơi, con đã thích người con gái tóc dài. Sống mũi dọc dừa. Rồi qua hậu rồi. Cặp mắt bầu cao. Thiên nữ giáng trần rồi chú ơi. Chưa đâu con, đặc biệt nhỏ này cười còn lún cái răng khểnh nữa mày. Chú ơi, con rất thích cười con gái cười có cái răng khểnh. Ừ, ngoài cái răng khểnh ra không còn cái nào nữa hết á. Cái một thôi còn nhiêu trống lóc. Tao nhìn bả tao chịu không nổi. Nói nghe bỏ đừng la lớn, rồi xả kế bên tao nghe được tao phân bì. Ai mà phân bì? Tao nói mày nghe, cái hàng tiền đạo nó còn có một đứa không? Vậy mà nó cũng đá nữa con ơi. Trời ơi đá luôn. Đá ầm ầm, đá sáng đêm, đá luôn vô tới vòng chung kết mày. Wow. Đã vậy mà bữa hổm bà còn chơi xấu tao nữa chứ. Chơi xấu người ta nữa? Mém chút nữa bị thẻ đỏ, làm nhỏ lung lay luôn. Bị thẻ đỏ rồi sao chú? Thì ông nội trọng tài ông thổ cứ quét đuổi ra sân. Còn sân không ngồi mấp mấp chơi luôn. Ủa mày lý do sao còn cái sân mấp mấp là sao? Ừ nó trèo cây mày ơi. Trời trời con gái mày đặt trèo cây. Chơi vậy mới ghê chứ. Nó trèo cây làm gì? Thì nó bẻ ổi rồi chơi vậy à. Ủa, bẻ ổi ăn đâu có ảnh hưởng gì tới răng đâu. Trời đất ơi bị người ta gượt mày. Lý do? Nó ăn cắp ổi. Ăn cắp ổi của ai? Ăn cắp ổi của bà Tám Tí. Biết rồi, biết bà Tám Tí rồi. Bị bà Tám Tí được chạy cống giờ luôn hả chú? Rồi có bắt được không chú? Làm sao bắt được mày? Ủa sao hay vậy? Dân chuyên nghiệp mà mới nghe rụt rịch lỡ tụt cái rột phóng qua mương liền. Phóng qua mương luôn? Không qua. Hả? Hụt giò cắm cái mỏ bên bờ bên kia, máng cái hầm răng vô rễ dừa. Trời ơi lại dở bả lên nhìn bả không ra luôn. Sao giờ không ra chú? Y như con ma lè có một cái răng. Cái chào. Con ba lè có một cái răng chắc đẹp lắm á. Rồi lúc đó thì sao? Bà con thấy dễ tụ nghiệp quá, khiêng nó vô đè cảo gió nó mày ơi. Trời ơi trời. Nạn, ông không kêu bác sĩ y sĩ lại để ông cạo gió cho tăng cỏ con người ta rụng hết. Chơi vậy cho nó ớn chè đậu hại. Không dám ớn đâu. Sao? Ớn là tôi mới ớn nè. Mày làm gì ớn? Sao không ớn? Chú biết con người ta có một cái răng một à. Mà chú làm mai chú biểu tôi cưới nó về. Cưới nó về nó có một cái răng một, làm sao cho nó ăn cơm? Ai biểu? Ai biểu mày cưới nó vậy? Mày cho nó ăn cơm chứ. Vậy cho ông cho nó ăn gì? Cho ăn bắp. Trời ơi. Ông nội, con ta có bột có răng à. Bà ông kêu răng bắp nó cả tiết chừng nào cho hết cái bắp. Thì theo sức lao động mày ơi. Là sao? Làm xuyên nửa tháng, làm biến quốc nửa năm mới hết cái bắp vậy thôi. Trời ơi. Mình ăn sản phẩm mà. À. Làm nhiều ăn nhiều. Đúng. Làm ít thì ăn ít. À.
Có lòng thì có ăn. Phải rồi, xiên cạp lỡ no. Trời ơi, no ông nội tôi là bắt cái kiểu đó không có ốc mà lại. Ừ, nó chơi chút cho nó vui thôi mẹ. Dạ. Giờ mày dẫn tao lại cái cửa hàng massage. Massage nãy giờ đã đòi ông đĩa rồi. Giờ xong hết vụ này, giờ mày tính sao mày nói tao nghe thử coi. Thì đề nghị của chú đi tham quan cái cửa hàng massage nè. Có quý đại biểu, bác cấp cấp công công ty là có mặt ở đây hết. Xong là mình vô, mình về, mình phổ biến này cho con cháu của mình với dòng họ, dòng xóm của mình. Biết xong tới đây, nghe nghe ba dầu dây này. Rồi xong đi chút xíu, còn cái chú bước lại đằng kia kiếm bẻ cái lẩu nhậu lại ra chơi. Đó, vụ này mới khoái nè. Còn biết chú khoái. Cái gì chứ vụ gì á, vụ ăn nhậu là tao khoái à. Con biết chú khoái. Quan trọng ai trả tiền. Con biết chú khoái luôn. Đó. Đó, khoái. Ê, vụ này không khoái nha. Sao không khoái? Vụ này mày khoái đi. Lý do? Tao nghe ảnh hưởng tới tiền á, sao tự nhiên mệt ra đó. Sao kỳ vậy? Làm như lúc này bị bệnh hay gì, tim thòng á. Đó. Ông đội nè, mà nhắc tới tiền bạc sao ruột tim thòng không à. Coi chừng bị rối loạn tiền đình đó nghe. Vô kiếm mẹ cái ghế massage về bóp cần cổ cho nó hết bệnh. Khỏi khỏi, tao chắc chắn có rồi. Rồi mấy ông nè, nói chơi đối với con một hai tiệc rượu không thành vấn đề. Miễn sao chú làm cho con tâm phục khẩu phục, con đãi chú chào nhậu. Bây giờ mày sao mày nói mày ăn tiếng đi. Bây giờ ăn thua đủ mày luôn á. Bây giờ con ra hai câu đố. Hai câu đố. Chú câu con câu, người nào trả lời được người đó thua. Đơn giản vậy thôi hả? Không phải đơn giản đâu nha, bao tiền ăn tiền nhậu rồi tiền này kia này tới lui là chú lo hết á. Ý tao nó có hai câu đố đó. Hai câu thôi. Chứ không phải 5-7 câu không? Năm bảy câu tao còn ớn với vòng hai câu đố nhà mẹ gì. Quá dữ. Vợ bóng đi con. Chắc vợ bóng phải không? Tao đâu có tè. Nhớ kỹ nghe, ăn thua đó nghe. Rồi con đố chú nè. Đố đi. Trong tất cả các loài chim. Rồi. Con chim nào không bay? Con nít 3 tuổi còn biết đúng rồi đó. Phải không à? Dòng ba cơm sườn đem ra đố. Sườn không? Thế thì trả lời. Con chim không bay hả? Đúng. Chim không bay là... Bị... Ê, tàu lao là cái mỏ đắp muối nghe mày. Cái gì đắp muối? Nghe tao để một cái bung vô cái mỏ mày, nó dẫn ra như cái quặng đông dầu đó cho mày á. Ông không lo trả lời là ông thua kìa. Làm gì hứa? Chừng nào tao hốt hốt tao báo cáo tao hứa chứ. Vậy thì trả lời. Tao không trả lời. Không trả lời là thua. Mà tao không thua. Ủa sao kỳ vậy? Vì mẹ chuyện bị gì tao biết mà tao không trả lời. Ủa? Chú biết sao chú không nói? Tao không dám nói. Sao không dám nói? Mày dám không? Sao không? Có bản lĩnh nói đi. Để chú thua đi. Thua phải không? Mày nói cho ra nha. Mày không, mày coi chừng tao á. Chú nghe nè. Nha. Trong tất cả các loài chim, con chim không bay là con chim. Chim gì? Con chim chết. Đó. Chết lấy gì nó bay, phải quý đại biểu lì xì em chàng vỗ tay cho vui ra. Bà mẹ vậy mà ngu. Gì ngu? Vậy mà nãy giờ tôi tưởng đâu nó nói. Nói gì? Tao không nói luôn mày. Sao kỳ vậy? Giờ tao biết tao hiểu mình tao. Tại sao? Giờ mày có bắn tao tao cũng không nói. Lý do? Quyết định này. Quyết định sao? Chết chứ không chịu hy sinh. Trời ơi trời, chết chứ hy sinh. Có cái một mà ông đội ơi. Ê, một không nha, một không nha. Bình tĩnh coi tao gỡ một điều còn đẹp mắt hơn Roberto Carlos này con. Quá dữ. Giờ mày coi ghen. Giờ tao nhìn thấy giờ tao nói cái đó ha. Mày nói theo y như chú. Mày nói chật một chữ, chật một câu, một thua chớ chơi không, chớ không. Chơi. Nhưng mà chú phải ví dụ một hai cái lẻ tẻ coi. Giờ thí dụ phải không? Thí dụ dễ hiểu để dễ chơi chứ gì. Đúng. Thí dụ giờ tao nói cái đèn. Mày nói theo cái đèn là trúng, mà mày nói chân đèn là sai. Sai cái chỗ chữ cái với cái chữ chân đó, hiểu chưa? Hiểu rồi, ý chú nói cái đèn là con nói theo cái đèn. Con thêm chữ chân đèn là con thua. Chỉ cần mày chật một chữ mộc là tao lụm chơi không? Chơi với chú liền. Chơi không? Chơi. Giờ có mặt cô bác làm chứng nghe. Mày không nói theo khuôn nghe mày. Chứ sao? Chơi thua không cãi em. Không có cãi à? Cãi là tao giọng à. Ừ. Vậy chơi không? Sẵn cái đèn làm luôn em. Cái đèn. Cái đèn. Cái lò. Cái lò. Dây điện. Dây điện. Mấy câu rồi? 3 câu rồi. Thua. Cái gì thua? Có nhiêu đó lụm chứ có gì đâu khó. Cái gì lụm cái gì? Thôi thôi làm ơn đừng có cãi giùm tao cái. Cãi chứ. Tao me tao bắt là dính nè. Dính sao đâu? Sao không hứa? Thôi sao? Tao hốt cái đèn mà hốt cái đèn trúng một câu. Đó. Rồi tao nói cái lo mày nói theo cái lo trúng hai câu. Rồi tao nói dây điện mày cũng nói dây điện được 3 câu. Đó. Đừng vỗ cười, đừng vỗ cười. Cười chứ. Dẫn lên, dẫn lỗ tai lên nghe cho kỹ câu thứ tư nha. Câu thứ tư tao nói mấy câu rồi. Đúng. Sao mày không nói theo tao mấy câu rồi mà mày hô 3 câu rồi? Vỗ tay cái cho nó mang nhục coi.
Công nhận chú hên quá. Ê, đâu có hên hay chứ hên gì mày. Hay hả? Quá hay chứ hên gì mày. Nhưng mà quê một điều rồi. Chứ còn gì nữa không một điều. Quê, quê đâu có. Nhưng mà ý là quê rồi mình phải kiếm cái gì có ăn thua mới được. À, ha, ha, nhìn chú biết rồi ha. Ý mày nói tao lúa nữa chứ gì? Không phải, ý con nói chú ở dưới quê chú biết làm thơ lục bát không? Còn phải hỏi mày. Còn gì chú thách đối vậy, tao danh thơ lục bát chơi. Nhà tiền bối mày chơi danh thơ lục bát rồi mày lục dên nữa rồi có. Phải không trời? Nghe chú mày nói hai câu thôi danh thơ cho bà con đây nghe. Mày cũng nghe để học hỏi. Rồi. Nghe kỹ mà học hỏi ra. À. Kiến nghĩa bất di vô vọng giả. Quá hay. Lâm nguy bất cứu mạc anh hùng. Có nghĩa là? Tao không biết. Ví dụ. Cũng nghe người ta nói mang máng tao phóng mày. Chúng ăn hụt tao giọt vậy thôi. Ê, chú ơi. Gì mày? Bây giờ lỡ hứa con chú thách nói vậy con văn thơ lục bát. Ừ. Còn đối chú đáp xong chú thua không ăn. Mày nói không được mày thôi ha. Chứ sao? Lần này cãi là giọng thiệt đó nha. Không có cãi à. Dạ được chơi đi. Cho giao bóng nữa hả? Ừ. Nghe nè. Hiu hiu gió thổi đầu non. Ừ. Muốn gài đổ nhậu mà không có tiền đáp. Công nhận này có tiền tâm hồn ăn uống cao thiệt chứ. Y vậy làm hoài. Mới sắn vô cái nó gài đổ nhậu. Gài dính mấy người rồi đó. Không dám dính đâu con. Dính. Nghe nè. Hiu hiu gió thổi đầu non. Ừ. Tao còn cắt tao con của mày. Hết ăn hết nhậu tính gài đổ hả mày? Nhưng mà dính vô này nè. Đâu vậy? Má ơi đừng gả con xa. Chim kêu dựng hú biết nhà má đâu đáp. Ừ, má đây không dám gả gần. Tại sao? Con về xúc gạo nhiều lần má hao. Trời ơi. Gả được chó để cào máu luôn. Ông này ích kỷ với con cái ha. Ừ. Trời mưa bóng bóng phập phồng. À. Mẹ đi lấy chồng con ở với ai đó. Biểu nói gì ở ké gì hả? Chị? Để ba có cớ mò qua thăm gì. Trời ơi. Lợi dụng chân thơ qua thăm bả hả? Lâu lâu ghé thăm bả một chút cho bả một bịch mứt đục cho bả vui vậy không? Trời ơi trời tình yêu mà tặng con bịch mứt à? Rồi. Tặng bịch mứt là hên đó. Sao hên? Tao cho bịch muối là ăn nguyên năm luôn đó. Ông tặng bịch muối chắc ông có tình yêu lắm à. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ. À. Chim vào lòng biết thở nào ra đáp. Chim vào lòng tháng ba chim đẻ. Rồi sao? Rồi sao? Chim đẻ. Rồi sao? Chim ra lòng, chim mẹ, chim con. Tính giỡn mặt với tao hả? Tính đúc chim vô cho tao bí hả? Không dám bí đâu con. Cỡ nào cũng bừa hết chứ không có bí nha vậy mày. Bừa hết phải không? Vậy thì nghe tiếp nè. Tiếp tục. Áo anh sức chỉ đường tà, vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu đáp. Áo anh sức chỉ đường tà. Đúng. Vậy quăng làm nồi dĩa, lau nhà cho xong. Ý trời ơi. Đồ tao bán nhóc không mua, chờ ngồi giá rồi. Cậu quá tiền đâu mua. Thua. Không có đâu. Thua báo cáo thua nha. Không dám, hôm qua anh đến nhà em. Làm gì? Ra về sực nhớ bỏ quên 100,000 đó. Thì anh đây quay lại dậu vàng. À. Em còn ngồi đó mà 100,000 mất tiêu. Ý trời ơi, ai lấy chú? Hỏi bảo vệ. Thế ông nội tôi cũng dám hỏi. Chứ ông nội tao không biết ai lấy. Còn chơi nữa không còn thua à? Còn chết. Tiếp tục. Gió đưa bụi chuối sao hè. À. Anh mê vợ bé, bỏ bè, con thơ, đát. Gió đưa, gió thổi bờ tre. Rồi sao, rồi sao? Vẫn chơi chút xíu mà, về có con. Ê trời ơi, đứng lại chú, đứng lại. Ê, tính chạy bỏ của lấy người hả? Có gì đâu bỏ của lấy người. Chú làm gì ghê vậy? Làm gì ghê mày? Sao không ghê? Mình làm mình chịu, bụng làm giá chịu, mận gì ghê? Trời ơi, vậy mà không ghê. Trời, tao thấy cũng bình thường trong xã hội. Ông làm cái chuyện lớn lao cho tôi, Nguyệt, mà ông nói bình thường trong xã hội. Tới mày á, đừng mày đặt đánh trống lãng đâm xuồng bể vô đây nha. Thôi suy nghĩ chút coi. Ê, ở đây chơi không có suy nghĩ nha mày. Vậy là quyết định luôn phải không? Ờ, không có, thua chứ không có suy nghĩ. Ăn thua nghe, ăn thua nghe, vậy nghe nè. Giờ tổng kỹ số lại là lộn hoa. Đúng rồi. Dạ. Bước chân vô quán đèn mờ. Ờ. Ngồi gần gái đẹp không sờ là ngu. Bức. À, câu này bí, cạnh ba bí à. Cái gì bí, cái gì bí? Tao bí hồi nào? Không bí thì trả lời. Trả lời, trả lời làm gì la? Thì Việt Nam vô địch là la thôi. Trời ơi, tự nhiên la. Trời ơi, nãy bị mắt không la hay gì trời? Cái gì mắt không la? Tự nhiên la ngang hả? Giờ có mặt quý vị, các em ngồi đây phải không? Nếu chú đáp câu này thấy hay, thấy hợp tình hợp lý, bà con đây vỗ tay hoan nghênh chú cái rằng mày thua chịu không? Nếu tất cả quý đại biểu và bà con cô bác đây hoan nghênh vỗ tay chú con chấp nhận thua đó. Vậy em? Ừ. Câu gì nói lại lần nữa, tao nghe kỹ, tao nghiên cứu coi. Nghe kỹ nha. Ừ. Bước chân vô quán đèn mờ. Ừ. Ngồi gần gái đẹp không sờ là ngu. Thà rằng cắt tóc đi tu. Quá tu hành. Chứ ngồi gần gái đẹp ngu sao không sờ. Sư phụ. Mày tưởng tao hai lúa hả? Đâu có dám nghĩ vậy chú. Tao cũng vô trọng mấy bận.
không vô trong đâu. Bởi vậy tao mới về massage. Bởi vì làm mang. Nói trời, nói đó mình đi tham quan massage không mà về mình phổ biến cho gia đình dòng họ mình biết nghe. Chắc ăn nghe. Rồi chắc ăn nghe nhớ giữ lời hứa đàng hoàng nghe. Ờ thì hứa rồi. Là chung chậu. Rồi chung chậu là chung riêng nghe. Còn cái lời hứa xe tới lui là lo nghe. Chung một chậu với cái nghe massage. Nói là thầy Dương giảm giá tới 50%. Rồi. Đúng không? Có tặng thêm quà hấp dẫn. Mày khỏi nói tao tới 4 giờ gửi tôi rồi đại có cái miếng giấy này nè. Vậy đây nhé. Vậy đến đây chấm dứt. Cảm ơn quý chị bà con quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt quý vị. Cảm ơn rất nhiều.